Tập 24. Thi thể là ai chứ? Tại sao lại gãy ngón tay? Thi thể, ngón tay. Hiểu rồi. Điều tra lại mối quan hệ của thi thể và ngón tay. Đúng không sai? Đợi đã, chuyện gì vậy? Ngô Vũ, anh thông báo lại với đội kỹ thuật kiểm tra lại, xem thi thể và ngón tay có phải là cùng một người không. Em về đội trưởng Phùng, đi giữ chân Quan Văn Quy. Đi, đi. Chúng tôi đã quá nghiệm rồi. Ngón tay đúng là của Mã Linh, nhưng thi thể và ngón tay lại không phải cùng một người. Thi thể căn bản không phải là của Mã Linh. Nói đi, tại sao nói dối? Chuyện này căn bản là tôi không biết chuyện gì cả. Đầu của thi thể không còn nữa, anh dựa vào đâu mà nhìn đã nhận đó là Mã Linh? Là các anh nghe điện thoại của tôi nói khả năng là vợ tôi. Tôi vội tới mức hành lý còn không kịp thu dọn đã vội vàng chạy về. Rõ ràng các anh phạm sai lầm, là sự tắc trách của các anh, sao bây giờ lại hỏi tôi? Chúng tôi trước đó chỉ là hoài nghi, nhưng mà tôi lấy làm kỳ lạ, tại sao đến anh cũng không nhận ra được vợ mình? Nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói. Tôi biết vợ tôi phạm tội, làm cho người thân đau lòng, nhưng mà bản chất của cô ấy không phải người xấu. Cô ấy làm như vậy nhất định là có nỗi khổ riêng. Cho nên tôi vội vàng muốn tìm cô ấy, muốn hỏi cho rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi còn sợ cô ấy nhất thời nghĩ quẩn, làm ra chuyện ngốc nghếch. Tôi không phải mấy người căn bản là không biết. Lúc đó tôi nhận được điện thoại, tôi tuyệt vọng biết bao. Nếu nói như vậy, vợ tôi khả năng vẫn đang còn sống. Anh hỏi còn sớm quá. Mã Linh vợ Quan Văn Quy là giả. Mã Linh thật đã chết do tai nạn xe cách đây 10 năm. Đây là báo cáo cái chết và ảnh chụp hiện trường. Chúng tôi đã điều tra thân phận thực sự của vợ anh rồi. Cô ta thực sự không phải là Mã Linh, mà tên là Lý Bình Bình. Hơn nữa số tuổi cũng không đúng. Không phải lớn hơn anh 4 tuổi, mà lớn hơn anh 14 tuổi. Anh xem. Cô ta đã từng kết hôn, sinh ra một đứa con trai. Không, cô ấy không thể nào. Mấy người nhất định nhầm rồi. Tiếc cho anh tới bây giờ vẫn còn tin tưởng cô ta. Tôi thấy rất kỳ lạ. Anh đã qua lại với cô ta lâu vậy rồi, mà không phát hiện cô ta lớn hơn anh cả chục tuổi. Không phải, cô ấy sao có thể có một đứa con trai được? Hơn nữa trước giờ cô ấy chưa từng nói với tôi. Anh, đây không phải, các anh chắc chắn chứ? Các anh còn tra được chuyện gì nữa không? Sao tôi phát hiện anh quan tâm tới công việc của chúng tôi nhiều hơn thật giả sống chết của vợ anh vậy? Nói như vậy thì vợ anh có hai thân phận, anh hoàn toàn không biết sao? Đúng, tôi thật sự không biết. Vậy anh có chuyện gì giả bộ nhưng không biết không? Tôi thì có gì mà phải giả bộ chứ? Vợ tôi bây giờ cũng chết, sống chết chưa rõ, tôi có gì giả bộ được chứ? Nói như vậy thì anh cũng là người bị hại. Cho nên chúng tôi mời anh qua đây để tìm hiểu những chuyện đã qua. Vậy được rồi, bây giờ chuyện đã thế này rồi, chúng tôi cũng không làm khó nữa. Cảm ơn anh đã phối hợp. Đợi có tiến triển gì chúng tôi sẽ thông báo cho anh. Được. Điềm Điềm cũng cô đơn lắm. Anh và em ấy còn chưa nói được mấy câu thì em ấy đã nói với anh những lời trong lòng. Em ấy như vậy mà bố mẹ không biết không hay chút gì sao? Anh nói xem, bố mẹ sao lại không quan tâm tới con cái như vậy? Phải, em ấy nói với anh, bố mẹ em ấy cảm thấy em ấy sao chẳng có tiền đồ gì. Hơn nữa, ở trường cũng chẳng có bạn bè. Cho nên nói, em ấy nhốt mình trong một thế giới khác. Nói cho cùng, chính là vì bản thân không được công nhận. Đổi lại là ai cũng cảm thấy buồn bã, huống hồ là một đứa nhóc. Chuyện đến nước này, anh cảm thấy chuyện chúng ta nên làm chính là cố hết sức giúp em ấy bước ra ngoài.
Không được để em ấy dễ dàng từ bỏ. Điềm Điềm đúng là đáng thương. Có điều em ấy còn nhỏ, chỉ cần biết sai rồi sửa là được. Em tin là trường học và xã hội nhất định sẽ bao dung em ấy. Hy vọng là vậy. Trước khi chúng ta lên xe, anh có muốn đi trung tâm thương mại mua đồ chút không? Mua gì vậy? Đến nhà em ăn cơm. Cũng phải mua chút đồ gì cho bố mẹ em chứ. Đi nữa à? Thôi, hôm nay anh mệt rồi. Lát nữa anh đưa em về nhà là được rồi. Không được. Cách tốt nhất hiện giờ của chúng ta chính là khiến mẹ em gật đầu. Hơn nữa cách này phải đơn giản thô bạo, để bà ấy không thể nào không đối mặt với chuyện này đã trở thành sự thật. Anh thực sự rất mệt. Nếu còn tình huống đột ngột gì xảy ra, anh cũng không ứng phó lại được. Xe tới rồi, anh đi trước đây. Không phải chứ, Ngô Vũ. Mẹ à, mẹ đã nghỉ xong chưa? Sắp rồi, Đa Đa. Mẹ nghĩ ngược nghĩ xuôi, làm sao lại có chuyện tốt như vậy được? Thì ra là 500 tệ đã bán mình. 500 tệ? Đắt quá. 500 tệ mà đắt sao, Đa Đa? Mẹ con rất đáng tiền đó. Con biết rồi. Cảnh sát, đừng lên tiếng, có người xấu. Mau trốn đi nào. Tiếng gì vậy? Đi. Mấy người là ai? Anh đừng cử động. Hai người là ai? Đừng cử động. Tôi an toàn. Mẹ nói rồi, không được nói chuyện với người lạ. Cô à, cô là ai vậy? Đứa trẻ này, đừng cử động. Cô mới đừng cử động. Không được cử động. Chúng ta đều không cử động. Tôi an toàn mà. Hai người là ai vậy? Sao lại có chìa khóa nhà tôi? Chìa khóa? Tôi còn lấy làm lạ. Sao cô lại có chìa khóa nhà tôi? Sổ đỏ này, nhà bên trên viết rõ ràng ba chữ tên tôi là Trương Tử Hoa. Đừng nói nhiều nữa, con báo cảnh sát. Được, báo cảnh sát. Tôi chính là cảnh sát đây. Tôi là người nhà cảnh sát. Tôi thực sự là cảnh sát mà. Căn nhà này tôi vừa mới thuê. Hợp đồng vẫn còn đang ở đây. Ai ký hợp đồng với cô? Ai cho cô thuê phòng? Trương. Lão Trương. Không thể nào, bố con không có gan đó đâu. Không phải Lão Trương, là chú cảnh sát. Thằng hai. Tôi vẫn là nên gọi điện thoại. Cô đừng gọi nữa. Đã là giờ nào rồi? Em hai cũng ngủ rồi. Lúc ngủ sẽ tắt máy. Hai người là Trương Mộ Bằng. Tôi là mẹ nó. Anh cả. Cháu chào gì? Chào anh. Đa Đa. Cháu chào cô, cháu chào chú. Cháu là con nhà ai vậy? Qua đây, qua đây. Cháu phải gọi ta là bà. Cháu chào bà. Ngoan lắm. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đa Đa, qua đây. Đa Đa, con vào phòng tự mình chơi đi. Mẹ và bà có chút chuyện. Không được, con muốn chơi với bà cơ. Qua đây, qua đây. Thằng cả, trông con bé nhé. Nào, ngồi đi. Chuyện gì vậy? Ngồi xuống nói chuyện. 500 tệ. Đây là ai định giá vậy? Cả căn nhà của tôi mà chỉ có 500 tệ sao? Nhà cô còn ai không? Tôi nói là bố của đứa nhỏ đó. Tôi hỏi cô đó.
Cháu ly hôn rồi. Cái gì? Vậy cô và thằng hai nhà tôi có quan hệ gì? Không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì. Nói dối. Không có chuyện gì. Không có quan hệ gì. Nó bán mẹ nó đi rồi. Căn nhà lớn thế này mà cho cô thuê giá 500 tệ. Nói đi, thành thật khai báo đi. Lúc đầu cháu cũng rất phân vân. Cháu nói làm sao có thể rẻ như vậy được. Cháu nghĩ bên trong nhất định có vấn đề. Cháu nghĩ kiểu gì cũng không hiểu. Nhưng khi cháu hỏi, xác định không có vấn đề gì, cháu mới vào ở. Nhưng không ngờ thật sự lại có chuyện. Còn là chuyện lớn. Chuyện gì chứ? Anh ấy nói thích cháu. Quả nhiên. Vậy thái độ của cô thì sao? Sao cô cứ a vậy? Nó thích cô. Vậy cô có thích nó không? Cháu không thích anh ấy. À không phải, cháu thích. Không phải là thích kiểu kia đâu ạ. Không phải, chính là không có ý gì hết. Cháu không có ý gì với anh ấy hết. Anh ấy có ý với cháu. Nhưng mà cháu không có ý gì với anh ấy cả. Thật đấy, thật sự không có đâu cô. Thật vậy sao? Thật sự không có. Vậy quan hệ hai đứa là gì? Quan hệ đồng nghiệp. Thật sao? Vậy thì dễ giải quyết rồi. Nói cháu nghe, hai đứa tuyệt đối không được. Cháu cũng thấy vậy. Nói thật với cháu, con người cô thực ra là người nghĩ rất thoáng. Cháu nhìn nhà cô xem, một ông chồng, ba đứa con trai, một mình cô là phụ nữ. Ba đứa con trai nhà cô, đứa nào cũng độc thân. Một mình cô ở nhà, thực ra cũng buồn chán lắm. Mỗi ngày đều phải nghĩ cách kiếm vợ cho ba đứa con trai kia của cô. Chẳng hạn cô đi dạo phố, hay là đi làm đẹp mà có người đi cùng, thì tốt biết bao. Cô tìm một người về bầu bạn với mẹ đi. Nhưng cháu nhìn ba đứa con trai của cô xem, đứa nào cũng không được tích sự gì. Cô sống mà bức bối lắm. Một ông già ba đứa nhóc, thật chẳng tích sự gì. Nói cháu nghe, chắc cháu cũng hiểu cho người làm mẹ này. Cháu nhìn ba đứa nhỏ nhà cô, đứa nào cũng vừa trẻ tuổi, lại còn tài giỏi, công việc ổn định, dáng người tốt, lại đẹp trai nữa. Vậy thì tất nhiên cô cũng phải tìm cho con trai mình một người vợ chưa từng kết hôn, chưa từng có con, đúng không nào? Cháu đừng tức giận. Cô tư tưởng thoáng lắm. Cô không hề có ý coi thường cháu. Cháu trông thằng hai nhà cô xem. Cô hiểu tính tình nó quá mà. Bướng bỉnh lắm. Chắc cháu cũng từng được thấy rồi đúng không? Nếu việc này cháu và nó không có quan hệ gì thật. Nếu nó nói thích cháu, vậy chúng ta cháu đừng giận. Ý của cô là nếu chỉ dựa vào mình cô thì chưa chắc giải quyết được. Như vậy đi, nếu cháu chịu nghe lời cô, phối hợp với cô, thì cô sẽ không tăng tiền nhà. Cô vẫn sẽ cho cháu thuê với giá 500 tệ. Cháu muốn thuê bao lâu cũng được. Thế nào? Được. Cháu chắc chắn sẽ đứng về phía cô. Biết ngay mà. Con người cô dễ nói chuyện lắm. Hơn nữa cô cũng có rất nhiều bạn bè. Điều kiện cháu lại tốt như vậy. Bé con này cũng lém lĩnh. Cháu mà muốn lấy một người có điều kiện tương đương với mình thì chỉ sợ rằng chọn còn không kịp đó. Công ty cô có một anh chàng, năm ngoái vừa ly hôn. Cậu ta vừa có nhà vừa có xe. Cô thấy điều kiện của cháu rất thích hợp với cậu ấy. Hay là cô làm mai cho cháu nhé. Cháu gặp mặt xem thử đi. Cháu mà lấy cậu ấy rồi thì bớt được 500 tệ. Cháu thấy thế nào? Cô à, cô nói nhiều vậy rồi chắc khác chứ. Cháu rót nước cho cô. Cô không khác, không khác mà. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đây. Đội trưởng Lâm, chuyện là tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lão La tuổi tác đã cao, để một mình anh ấy đi theo dõi Quan Văn Quy, chạy ngược chạy xuôi không mệt mới lạ. Không thì để tôi giúp anh ấy. Đúng vậy, tôi cảm thấy chúng ta nên tăng cường điều tra người bên cạnh Quan Văn Quy. Để tôi đi sắp xếp. À,
Nếu anh ấy đi thì tôi không đi nữa. Tôi không đi. Quay lại. Hai người đang đùa tôi đó à? Hai người cảm thấy công việc ở tổ phòng chống lừa đảo nhàn nhã lắm đúng không? Hai người đi cả đi. Đi thôi. Ra ngoài. Phó đội trưởng Chữ, chuyện là Điềm Điềm thế nào rồi? Trường học nói là muốn đuổi em ấy. Tại sao vậy? Vậy thì Điềm Điềm không phải xong rồi sao? Em ấy không đi học thì có thể làm gì? Chuyện này xác định chưa? Đã gửi thông báo rồi. Tôi cũng cảm thấy chuyện này làm hơi có vấn đề. Không được, tôi đi tìm bọn họ nói chuyện. Đội trưởng Lâm, tôi xin nghỉ 2 tiếng. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Tôi đi xe tới, anh lái xe chia ra mà đi. Lão La đi xe điện, chúng ta đi xe. Hai bên tốc độ, một bên linh hoạt. Tôi cảm thấy như vậy không hợp lý. Tôi đi xe điện, phân 3 đường mà đi. Mục tiêu chỉ có một, chia ra 3 đường không hợp lý. Tôi nói rồi, tôi phải đi xe điện. Trần Tuyết, chúng ta đang làm việc. Tôi đang làm việc mà. Lại nhắc tới chuyện riêng. Nếu như cô cảm thấy lời hôm qua tôi nói làm cô cảm thấy ngại, tôi có thể hiểu được. Cô trốn tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang làm việc. Ai trốn anh? Tại sao tôi phải trốn anh? Là anh lừa tôi, cũng đâu phải tôi lừa anh. Muốn trốn thì phải là anh trốn tôi. Tôi lừa cô lúc nào? Tôi hỏi anh, căn nhà đó có phải là nhà của anh không? Anh cứ nói là không phải, giờ thì hay rồi. Tôi không hề lừa cô mà. Tôi nói căn nhà đó không phải là của tôi. Căn nhà đó thật sự không phải là của tôi. Là mẹ tôi cho em trai tôi. Vậy anh nói chủ nhà đang đi du học ở nước ngoài. Em trai tôi đang ở New Zealand. Thảo nào người ta nói lúc còn nhỏ trông anh rất thành thật, nhưng mà tâm tư lại rất nhiều. Mẹ tôi đến sao? Tôi xin lỗi cô nếu như mẹ tôi nói điều gì, cô nhất định đừng để trong lòng. Cô nghe cứ bỏ ngoài tai. Con người mẹ tôi là như vậy đó. Trong bảy có vẻ khó tính, không được lương thiện, nhưng thực ra bảy là một người tốt. Không phải chứ, có con nào nói mẹ mình như vậy không? Nói chung chuyện căn nhà tôi sẽ giúp cô giải quyết, cô không cần lo. Cô vẫn cứ ở tiếp tục. Tự tôi đã giải quyết được rồi. Vậy cô nghĩ xong chưa? Chúng tôi vẫn biết Điềm Điềm không phải là cố ý phạm tội, nhưng mà lãnh đạo nhà trường vẫn cho rằng chuyện của Điềm Điềm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của nhà trường. Sau khi xảy ra chuyện, rất nhiều phụ huynh đến trường gặp lãnh đạo nhà trường, có ý không muốn để con cái mình chịu ảnh hưởng không tốt. Cho nên nhà trường vì danh tiếng của mình mà hy sinh Điềm Điềm đúng không? Sĩ quan Ngô, chuyện của Điềm Điềm tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Khi là giáo viên chủ nhiệm để xảy ra sơ suất, tôi cũng rất tự trách. Nhưng nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một giáo viên, không có quyền can dự vào quyết định của nhà trường. Cho nên tôi không có cách nói vào. Nhưng mà bây giờ Điềm Điềm, xin lỗi, tôi còn phải dạy, xin phép đi trước. Sĩ quan Ngô, xe của hiệu trưởng ở trong bãi đỗ xe. Chắc ông ấy cũng sắp tan làm rồi đấy. Cảm ơn cô. Hiệu trưởng, ông xem tôi nói nhiều như vậy. Thực ra là tôi muốn nói, trường học là nơi dạy người dạy chữ. Nếu như ông chỉ vì danh tiếng của trường và ý kiến của phụ huynh mà ông đuổi học em ấy, không phải là giết sách bỏ người sao? Sĩ quan Tiểu Ngô, ý của cậu tôi hiểu, tâm trạng của cậu tôi cũng hiểu. Chuyện của Điềm Điềm, tin là quá trình sự việc, cậu còn rõ hơn tôi. Mặc dù em ấy vẫn chưa tới tuổi thành niên, nhưng cuối cùng em ấy cũng cấu thành tội rồi, gây cho trường học xôn xao không nhỏ. Tôi thân là hiệu trưởng, có thể nói là có quyền quyết định sự việc. Nhưng chuyện đuổi học Điềm Điềm cũng là quyết định của tập thể ban giám hiệu nhà trường. Bên phía trường học nói thế nào? Không nói gì cả. Vẫn bị đuổi học. Vẫn đuổi học sao? Anh tìm ai? Tìm cô giáo chủ nhiệm, còn có hiệu trưởng. Bọn họ vẫn kiên quyết không suy xét thêm sao? Vậy, alo,
Xin chào, là 114 sao? Anh giúp tôi tra một chút số điện thoại của phòng giáo dục thành phố Tây An. Được, cảm ơn. Anh tìm gì? Bút. Được, anh nói đi. Được, cảm ơn. À, đội trưởng Lâm, tôi ra gọi điện thoại. Nè, anh uống ngụm nước đi. Đội trưởng Lâm, nên thu lưới rồi. Yên tâm, không chạy được đâu. Phim được thuyết minh bởi Aramad Kwasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Không được cử động. Cảnh sát, cô chính là Lý Bình Bình, cũng chính là Mã Linh đúng không? Đi cùng chúng tôi một chuyến. Tôi nói hết. Tôi trốn mấy ngày trời, mỗi ngày đều cảm thấy sợ hãi. Tôi sẽ nói hết với mấy người. Không sao hết, cô từ từ nói. Tôi vốn dĩ tên là Lý Bình Bình. Thân phận Mã Linh là người bạn tốt của tôi. Tôi vì trộm cắp đã ngồi tù 2 năm. Ra tù không lâu thì chồng đã ly hôn với tôi. Con trai do anh ấy nuôi. Lúc tôi không còn đường đi, bạn của tôi Mã Linh đột nhiên bị tai nạn xe rồi qua đời. Tôi nghĩ dùng học lực ưu tú của cô ấy cùng thân phận trong sạch tới Tân Điền bắt đầu sống một cuộc sống mới. Nhưng mà chính trong lúc ấy, bạn tù của tôi lại trùng hợp nhận ra tôi, tìm đến nhà tôi, nói là muốn nói ra thân phận thật sự của tôi. Tôi sợ cô ta nói ra. Tôi nghiến răng. Tôi nói hết với chồng của tôi. Lúc đó tôi nghe xong vô cùng kinh sợ. Nhưng tôi không thể vì chuyện đó mà bỏ rơi cô ấy. Sau đó chúng tôi suy đi tính lại, nghĩ ra một cách, chính là để Bình Bình chặt đứt ngón tay, sau đó giết chết bạn tù để làm thân phận chết giả. Anh biết rõ là phạm tội, tại sao còn cùng cô ấy giết người? Tôi là chồng cô ấy. Cô ấy muốn tự do thì tôi sẽ cùng cô ấy. Tôi và cô ấy đã định là gắn bó với nhau rồi. Ngô Vũ, được rồi, mau nói đi. Hôm nay tôi tới sở giáo dục lấy tài liệu, hơn nữa tôi còn tham khảo ý kiến của luật sư. Trên tài liệu của người ta ghi rõ ràng, trường học căn bản là không có quyền trực tiếp tùy tiện đuổi học Điềm Điềm như vậy. Lát nữa tôi chỉnh sửa tài liệu này, trực tiếp tìm hiệu trưởng.
Tiểu Ngô Vũ à, Tiểu Tuyết, cô nghe xem, con bé Điềm Điềm này đúng là có phúc. Gặp được Tiểu Ngô Vũ nhà ta lương thiện, chính xác mà nói có trách nhiệm với công việc, không tồi. Đây không phải chuyện mà chúng ta nên làm sao? Đúng rồi, tôi vẫn không thích ứng được đó. Tiến bộ. Đội trưởng Lâm, chuyện của Điềm Điềm thế nào rồi? Vẫn như vậy thôi, khá là phiền phức. Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Có điều tôi đã cố gắng hết sức rồi. Anh đừng vội, làm việc tốt thì gặp nhiều khó khăn. Được. Tiểu Ngô, đổi nghề rồi à? Chuyện là hiệu trưởng, tôi chỉ là tiện tay lao thôi. Vẫn là chuyện của Điềm Điềm mà. Đúng vậy hiệu trưởng. Hôm đó sau khi gặp ông, tôi về nhà tìm hiểu một chút. Từ góc độ pháp luật mà nói, Điềm Điềm nếu như chưa là trẻ vị thành niên, đúng là phải chịu hình phạt. Nhưng mà nói lại, tuổi tác của Điềm Điềm đúng là quan trọng. Tôi đã tìm một số thông tin về tình trạng phạm pháp của người chưa thành niên. Ông xem qua một chút. Đúng rồi, lần trước ông còn nói về sự khác biệt của trường công và trường tư. Tôi cũng đã tìm một số liệu. Ông cũng xem một chút. Tôi phát hiện hai trường khi đuổi học và khuyên thôi học, trong số các quy định liên quan thực sự là không có gì khác biệt. Hơn nữa tài liệu của Sở Giáo dục cũng đã nêu rõ Điềm Điềm thực sự không có điều kiện để bị đuổi học. Cho nên ban giám hiệu nhà trường nếu như muốn đuổi học Điềm Điềm thực sự rất là thiên vị, có chút không thỏa đáng. Hiệu trưởng, tục ngữ nói có câu, biết sai mà sửa là tốt. Trẻ con mà, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, không phạm lỗi, không đi sai đường, thì em ấy cũng không biết bản thân mình sai. Nếu như em ấy đã biết sai rồi, cho nên nói cho em ấy một cơ hội sửa chữa. Chúng ta nên khoan dung hơn, bao dung hơn. Mong là ông cho em ấy một cơ hội để em ấy quay lại trường chăm chỉ học hành. Được được, tên nhóc này mồm mép không tồi. Nói như vậy, ông đồng ý rồi? Đồng ý, đồng ý. Chuyện của Điềm Điềm sáng nay đã được giải quyết rồi. Giải quyết rồi? Là ai giải quyết? Sáng nay giáo sư Lâm có gọi điện thoại tới. Có lòng, phụ trách. Được. Có tiền đồ, tốt lắm. Có phải em nhờ mối quan hệ của chú Lâm không? Anh bảo em giúp sao? Không phải chứ, có đáng để anh giận đến vậy không? Có phải là bố em làm hỏng chuyện này không? Em còn đặc biệt nhờ ông ấy nghe ngóng xem, bảo ông ấy đừng nhúng tay vào. Em không có ý đó. Phải. Em biết anh vì chuyện này phí bao nhiêu công sức không? Anh chạy đôn chạy đáo, bận trong bận ngoài, anh nhỏ giọng cầu xin người ta, anh phí bao nhiêu công sức còn không bằng một câu của bố em, đúng không? Không phải chứ, tới mức vậy sao? Em cũng có lòng tốt mà. Thấy anh vất vả như vậy, hơn nữa anh còn nói là anh chưa nắm chắc, em mới bảo bố em đi hỏi xem. Phải, đây mới là lời thật lòng của em. Anh trong lòng em cảm thấy vô dụng, chuyện gì cũng không làm tốt, đúng không? Em nói câu này lúc nào? Em mà cảm thấy anh vô dụng thì em thích anh làm gì? Sao phải để anh làm bạn trai em? Hơn nữa chuyện ngày hôm nay, nếu như anh không có lý có tình nói chuyện này trước mặt ông ta, thì bố em gọi điện thoại có thể giải quyết được không? Ông ấy có nói khô mồm cũng không giải quyết được. Em thấy anh đang dạch lá tìm sâu thì có, không việc gì thì đi kiếm chuyện. Anh mà tốt như vậy, em không kết hôn với anh, em sẽ bắt làm gì? Kết hôn thì kết hôn, anh đừng lấy chuyện này kích thích em. Em nói anh biết, người trên thế giới này đều đang đợi em kết hôn đó. Anh nói đi, khi nào kết hôn? Ngày mai. Được, cứ vậy đi, ngày mai kết hôn. Được. Hôm nay chủ đề của buổi học chính là thả lỏng. Trước tiên mọi người nghe đoạn nhạc này. Nhắm mắt lại, dùng cơ thể và tứ chi của mọi người để cảm nhận đoạn nhạc này. Từ trong âm nhạc, mọi người có thể cảm nhận được gì? Đừng căng thẳng, có thể cử động, cử động theo âm nhạc, dùng tứ chi để biểu đạt.
Đúng, rất tốt. Tôi nói cô nghe nhé, thả lỏng. Tôi biết là chuyện gì rồi. Đó chính là giải phóng thiên tính. Cái gì là giải phóng thiên tính? Chính là bắt được ai thì ôm người đó. Tôi nói cho cô biết, lát nữa chỉ cần ôm tôi, không được ôm người khác. Đừng nói chuyện, dùng tâm để trải nghiệm, cảm nhận thứ mà âm nhạc biểu đạt. Anh, chúng ta có cùng mục tiêu. Cử động nào? Sao lại tới? Tôi hiểu. Thiết bị chụp ảnh của tôi không kém hơn họ chút nào. Tôi nói anh biết, đừng có ăn nói lung tung. Đợi chút, chúng ta cần chứng cứ. Mấy chục nghìn anh đã đưa rồi. Chúng tôi làm ngành này là phải sẵn sàng từ bỏ đứa trẻ thì mới bắt được sói. Chúng tôi dám làm nghề này thì phải có đầu óc ngang hàng với mấy người. Được được, đừng nói nữa. Ngồi xuống cho tôi. Rất tốt. Mọi người trở về chỗ ngồi của mình nào. Phần thứ hai của chúng ta chính là vẫn là thả lỏng. Tiếp theo sẽ do học sinh tích cực nhất trong phần trước lên làm gương cho mọi người, có được không? Được được. Tốt. Đừng căng thẳng. Nào, thả lỏng đi. Hãy hoàn toàn giao bản thân mình cho tôi. Sau đó nhắm mắt lại, làm theo lệnh của tôi. Nào, không cần căng thẳng. Nhắm mắt lại. Thả lỏng bàn chân anh. Nhưng mà cô giáo này, làm sao để thả lỏng bàn chân? Nghiêm túc nào. Dần dần cảm nhận. Nhắm mắt lại. Thả lỏng lòng bàn chân. Thả lỏng đôi mắt mình. Thả lỏng đôi mắt mình. Hít thở sâu. Tốt. Thêm một lần nữa. Hít thở sâu. Tốt. Cảm nhận hơi thở của anh từ trên xuống dưới. Cả người đều thả lỏng vô cùng. Rất thoải mái. Có nhìn thấy không? Đây chính là cảnh giới cao nhất của biểu diễn. Quên đi bản thân, không còn là chính mình. Hoàn hảo. Hoàn hảo, hoàn hảo. Đạo diễn, tôi dẫn người qua rồi đây. Vừa rồi người cầm súng là anh à? Phải rồi. Từng đi lính sao? Không ạ. Tư thế cầm súng chuẩn lắm. Được đấy, được đấy. Đạo diễn, anh lợi hại quá. Tôi bị mười mấy người vây quanh đánh mà anh cũng nhìn thấy tôi, rồi khen tôi diễn được nữa. Tôi là đạo diễn mà, tôi có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ của anh. Đúng không? Còn cả cậu nữa, tôi thấy cũng được đó. Phải phải, diễn rất tốt, rất tốt. Nói cậu biết, cái tố chất này của cậu sau này tới Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật gì đó rèn luyện bản thân, chắc chắn có tiền đồ. Sau này sẽ gia nhập được giới thần tượng bằng thực lực, có đúng không? Đúng không nào? Tốt lắm. Đi thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn đạo diễn. Ba người hôm nay làm tốt lắm. Biểu hiện rất tốt. Đây là tiền công của ba người. Tự chia ra nhé. Nhớ ngày mai vẫn làm cảnh đấy. Đừng cắt tóc, cũng đừng cắt điện thoại. Không phải chứ.
Này, chia cho tôi đi. Cầm lấy. Hai chúng ta đi chúc mừng. Vừa bắt đầu thôi, đừng nóng ruột. Cứ từ từ. Sao vậy? Có chuyện gì? Đúng rồi. Tài liệu số 813. Anh đã làm xong chưa? Làm xong rồi. Làm xong rồi thì mau mang qua đây. Em đang cần đấy. Ừ. Anh đang chờ tài liệu hả? Ở chỗ Trương Mộ Bằng kìa. Trương Mộ Bằng, đưa tài liệu cho anh ấy đi. Được. Lát tôi qua đó lấy. Hôm qua đã nói rồi mà. Vậy sao anh không nói sớm? Cứ nhất quyết kéo em ra ngoài bằng được, rồi em lại mất công quay lại. Anh đợi em ở đây, em lấy túi. Em đã sắp xếp xong rồi. Em xin nghỉ 2 tiếng. Được rồi, mau đi thôi. Sao vậy? Mau đi thôi. Ngày hôm nay theo lịch âm là ngày thích hợp để cưới hỏi. Khi chúng ta đến đó rồi, phải xếp hàng rất dài đó. Anh biết. Quan điểm của anh, đăng ký kết hôn là chuyện lớn đời người, không phải nhất thời giận dỗi mà đưa ra quyết định. Giận dỗi. Nhưng giờ với thái độ, biểu cảm và ngữ khí này của anh, em lại thấy anh mới đang giận dỗi. Anh, trong giá trị quan của em, hẹn hò, kết hôn là chuyện quan trọng nhất đời người, tuyệt đối không thể sai sót. Nếu anh có một chút do dự nào đó, thì lập tức nói với em, chúng ta không cần đi nữa. Sao lại thành do dự? Anh có khuyết điểm gì rồi? Rõ ràng là em. Hôm qua em nhất thời tức giận nên mới đồng ý bừa. Rõ ràng là em không chịu đựng được áp lực của mọi người, áp lực của bố mẹ, bạn bè, áp lực của anh. Đúng rồi, và cả người tên Phùng Chí Cường gì đó. Em cứ kết hôn luôn đi cho xong. Điều anh mong muốn là có một ngày em sẽ yêu anh, muốn kết hôn với anh, muốn sống cả đời này với anh, chứ không phải bị ảnh hưởng từ bất cứ lý do gì. Em hiểu không? Chính vì em yêu anh nên mới ở bên anh. Anh tưởng em rảnh rỗi nên mới muốn yên bề gia thất với anh sao? Ngô Ninh, nói anh biết, từ nhỏ tới lớn, trong từ điển của em chưa từng có hai chữ tùy tiện. Nếu anh thấy em tùy tiện đồng ý anh thì chứng tỏ anh không hề hiểu em. Đối với những gì em từng nói từng làm, em đều phụ trách tới cùng. Thứ hai, qua thôn này không còn tiệm khác nữa. Em cho anh suy nghĩ 2 phút. Thời gian bắt đầu. Đợi đã. Em nói nốt điều thứ hai đi. Hôm nay không có điều thứ ba. Đợi, đợi đã. Không phải. Vừa nãy em cũng nói rồi, đây là điều quan trọng nhất. Không phải chỉ 2 phút là giải quyết được. Anh mong hai chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau cân nhắc thật kỹ, sau đó mới cùng đưa ra quyết định. Chính vì suy nghĩ kỹ rồi nên em mới cầm sổ hộ khẩu và chứng minh thư của mình đứng trước mặt anh. Em không cần thời gian của anh.
Chỉ còn 1 tiếng 23 phút nữa là kết thúc 2 tiếng xin nghỉ của em rồi. Em sẽ cho anh 1 tiếng 23 phút để suy nghĩ. Qua thời gian này thì cả đời này anh đừng nhắc chuyện này với em nữa.